Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. 17 khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên với diện tích gần 4.400 ha còn nhiều tiềm năng phát triển do có diện tích quỹ đất sạch đã giải phóng mặt bằng tập trung lớn. Xu thế đầu tư công nghệ để tự động hóa trong sản xuất doanh nghiệp. Sau 12 tháng giảm xuống mức đóng 0% từ tháng 10 năm 2022, doanh nghiệp quay trở lại mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 1%. Giải đáp của ngành thuế giúp doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục để được hưởng ưu đãi về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15 năm 2022 của Chính phủ. Sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 17 khu công nghiệp được Chính phủ đồng ý đưa vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên cả nước. 17 khu công nghiệp này có diện tích gần 4.400 ha. Các khu công nghiệp ở Hưng Yên có nhiều lợi thế như nằm tiếp giáp với các trục đường giao thông lớn, thuận tiện cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa. Mặt khác, do được quy hoạch phát triển sau nên các khu công nghiệp ở Hưng Yên còn rất nhiều quỹ đất sạch đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để tiếp nhận ngay dự án và đầu tư. Trong 17 khu, đến nay đã có 8 khu đi vào hoạt động, tiếp nhận dự án đầu tư gồm phố nối A, dệt may phố nối Thăng Long 2, Minh Đức, Minh Quang, Yên Mỹ 2 và khu công nghiệp sạch. Tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu công nghiệp là 505 dự án trong nước và nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 32.000 tỷ đồng và hơn 5,1 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, để tồn tại và phát triển trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, thời gian qua, các doanh nghiệp đều đi sâu vào đầu tư máy móc, công nghệ để tự động hóa trong sản xuất. Tự động hóa đã trở thành một xu thế lớn của doanh nghiệp. Từ doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ đến doanh nghiệp có quy mô lớn, tự động hóa giúp gia tăng năng suất lao động, gia tăng hiệu quả trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nhân lực trong khi năng suất hiệu quả công việc vẫn tăng. Tự động hóa trong sản xuất ở doanh nghiệp ngày càng cao cũng là một áp lực lớn cho lực lượng lao động ở các địa phương. Vì hiện nay, cả nước có khoảng 51,2 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên trong tổng dân số cả nước gần 99 triệu người. Nhưng doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao. Đại dịch Covid-19 cùng xung đột trên thế giới đã gây ra nhiều khó khăn cho ngành may trên cả nước. Giá đơn hàng giảm nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khẳng định được thương hiệu của mình, đạt mức tăng trưởng khá qua 9 tháng đầu năm 2022. 9 tháng đầu năm 2022, công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long đạt doanh thu trên 520 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, nộp ngân sách nhà nước gần 40 tỷ đồng, ước dự kiến doanh thu cả năm đạt 720 tỷ đồng. Hiện công ty có 2 nhà máy sản xuất tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào và tại xã Dân Tiến, huyện Khói Châu với quy mô gần 4.000 lao động. Người lao động có mức thu nhập bình quân 12,5 triệu đồng một người trên tháng. Hàng gia công chủ yếu là sắt kết, đồ bơi và hàng t-shirt xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada và Hàn Quốc. Nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng về các loại khẩu trang, từ giữa năm 2020, công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe Văn Giang đã đưa vào hoạt động nhà máy chuyên sản xuất khẩu trang trên địa bàn xã Tân Dân, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Đây là nhà máy chuyên về sản xuất khẩu trang duy nhất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Nhà máy có tổng vốn đầu tư khoảng 3 triệu đô la Mỹ, công suất sản xuất 180.000 sản phẩm trên ngày, gồm có khẩu trang y tế, khẩu trang trẻ em, khẩu trang vải công nghệ. Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp đã tham gia tích cực vào ủng hộ khẩu trang cho công tác phòng chống dịch ở nhiều địa phương trên cả nước. Trên cơ sở dây chuyền hiện có, thời gian tới, doanh nghiệp có chiến lược tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất sang một số mặt hàng vật tư y tế khác. Trước đó, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, tại Nghị quyết 116 năm 2021, Chính phủ đã ban hành chính sách mức giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động từ 1% xuống 0% trong 12 tháng, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022. Như vậy, từ tháng 10 năm 2022, chính sách hỗ trợ này sẽ chính thức kết thúc. Các doanh nghiệp sẽ phải quay trở lại mức đóng 1% cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp như trước đây. Theo Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Mức đóng hàng tháng được xác định cụ thể như sau. Người lao động đóng 1% tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp và người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại 0363 089 089 và địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, doanh nghiệp và người nộp thuế phản ánh gặp khó khăn vướng mắc trong việc lập hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% theo Nghị định 15 của Chính phủ. Để giúp doanh nghiệp kịp thời thụ hưởng những chính sách ưu đãi theo nghị định này cũng như tháo gỡ những khó khăn khi hoàn thiện hồ sơ, sau đây
Mời quý doanh nghiệp và người nộp thuế nghe nội dung hướng dẫn giải đáp của bà Nguyễn Thị Loan, kiểm tra viên thuế, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên. Theo quy định tại Nghị định 15, giảm 2% thuế xuất thuế giá trị gia tăng từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 đối với các hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10% xuống còn 8% trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ theo quy định tại phụ lục 1, 2, 3 của nghị định này. Thực tế, một doanh nghiệp có thể sản xuất kinh doanh nhiều hàng hóa áp dụng các mức thuế suất khác nhau. Có hàng hóa thuộc đối tượng giảm thuế lên áp dụng 8%, có hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng 5% hoặc 10% lên cùng một khách hàng. Thay vì doanh nghiệp lập một hóa đơn giá trị gia tăng ghi các mức thuế suất khác nhau 5%, 8% hoặc 10% thì doanh nghiệp phải lập hai hóa đơn, một hóa đơn ghi thuế suất 8% và một hóa đơn ghi các mức thuế suất còn lại đó là 5% hoặc là 10%. Và để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc lập hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế theo quy định tại Nghị định 15 thì Chính phủ đã ban hành Nghị định 41 có sửa đổi, đó là các cơ sở kinh doanh mà nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ với nhiều mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng cơ sở kinh doanh sẽ ghi rõ từng loại thuế suất của hàng hóa dịch vụ theo quy định. Còn trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ trên hóa đơn bán hàng, đơn vị sẽ ghi rõ mức tiền thuế, số tiền thuế được giảm theo quy định. Như vậy, theo quy định này, doanh nghiệp khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định 15 thì chỉ cần phải lập một hóa đơn, không cần phải lập riêng. Qua những thông tin giải đáp cụ thể vừa rồi, chúng tôi tin rằng các doanh nghiệp và người nộp thuế sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ để được thụ hưởng kịp thời chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15 năm 2022 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, từ việc chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất cho đến đi tắt đón đầu, đầu tư công nghệ mới đã giúp nhiều doanh nghiệp gặt hái được thành công. Nhà máy sản xuất tôn mạ màu gồm thép cán nguội, tôn mạ kẽm, tôn lạnh và sơn màu của tập đoàn Hòa Phát nằm trong khu công nghiệp Phố Nội A, tỉnh Hưng Yên là một ví dụ. Ngay sau khi khu liên hiệp sản xuất gang thép Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi đi vào hoạt động năm 2016, tập đoàn Hòa Phát đã ký kết với tập đoàn Daniel của Italy để xây dựng nhà máy sản xuất tôn mạ màu tại tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp đón đầu thị trường vì đây là lĩnh vực sản xuất mới tại miền Bắc chưa có nhiều nhà máy và Hòa Phát đã chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước thay vì nhập khẩu. Nhà máy có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, công suất 400.000 tấn trên năm. Sau 3 năm xây dựng, nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019 và trở thành nhà máy hiện đại nhất miền Bắc về sản xuất tôn các loại. Áp dụng cái công nghệ là 4.0, đấy là phần mềm quản lý mã vạch áp dụng vào trong sản xuất bán hàng, trong quá trình nhập hàng, lưu kho và xuất bán hàng nhằm tạo cái thời gian là rút ngắn tối đa về cái thời gian xuất hàng và mang tới cái sự hài lòng cho khách. Chính nhờ chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nên trong giai đoạn nhiều doanh nghiệp khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra thì sản xuất tại nhà máy vẫn duy trì ổn định. Chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào nên doanh nghiệp có thể sản xuất đa dạng các loại sản phẩm với độ dày và độ dài bất kỳ tùy theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi định hướng lâu dài khi mà có cái dịch hoặc là có cái vướng mắc thì ví dụ như là thị trường ở đây thu hẹp, thị trường trong nước thu hẹp thì chúng tôi cũng có cái giải pháp ngay, tập đoàn công ty cũng có cái giải pháp ngay là chuyển hướng xuất khẩu và đó là một cái lợi thế rất là lớn của chúng tôi để mở rộng cái thị trường. Nhờ có công nghệ hiện đại nên sản phẩm của nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn GAS của Nhật Bản, BSEN của châu Âu, AS của Úc, ASTM của Mỹ, đây là chìa khóa để sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường này. 9 tháng đầu năm 2022, sản xuất đạt 260.000 tấn sản phẩm. Tại miền Bắc, Hưng Yên và Hải Dương là hai tỉnh mà tập đoàn Hòa Phát đang duy trì nhiều dự án, nhà máy sản xuất. Hàng năm luôn nằm trong top đầu những doanh nghiệp có đóng góp thuế nhà nước lớn nhất với địa phương. Với ngành hàng sản phẩm thép là cốt lõi, chủ lực đã đưa Hòa Phát trở thành một trong 5 doanh nghiệp Việt Nam nằm trong top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu. Và Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất duy nhất, 4 doanh nghiệp còn lại đều đến từ lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Thời lượng của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp đến đây là hết. Doanh nghiệp có những thông tin cần phản ánh hay những câu hỏi cần giải đáp trả lời của cơ quan chuyên môn, xin gửi về địa chỉ email đồnghanhcungdoanhnghiephungyen@gmail.com hoặc liên hệ qua số điện thoại của chương trình 0363 089 089, gửi thư về địa chỉ chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.